nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06, kịp thời khắc phục hạn chế tồn tại trong công tác cải cách hành chính của huyện. Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên vừa tổ chức chương trình chung khảo cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06 năm 2024. 6 đội thi được lựa chọn từ vòng thi sơ khảo đã trải qua 2 phần thi, phần chào hỏi và phần thi trình diễn tiểu phẩm thông qua hình thức sân khấu hóa. Với hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã tái hiện hoạt động công vụ hàng ngày của những đơn vị, cơ quan, địa phương và các đội thi đã thể hiện xuất sắc phần thi, giúp nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện về nội dung ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06. Nhiều đội thi đã đưa ra được giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tích hợp dữ liệu dân cư, áp dụng nhiều mô hình chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Thành công của cuộc thi góp phần lan tỏa tích cực, nỗ lực về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06 của huyện, góp phần xây dựng huyện Phú Xuyên ngày càng phát triển bền vững, nâng cao chỉ số về cải cách hành chính, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.